Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với chương số 12 của kế toán tài chính. Hay là trong học phần kế toán tài chính 2 thì đó chính là chương hoạt động xây dựng. Thì đối với chương này chúng ta khi học sẽ coi vào thông tư 200, thông tư kế số 15. Thì như các bạn đã biết thì hoạt động xây dựng thường là các cái công trình xây dựng hoặc là các cái dự án xây dựng, là khi mà mình thực hiện cái dịch vụ xây dựng cho một cho khách hàng thì cách ghi nhận doanh thu và chi phí như thế nào ra sao. Thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu sâu hơn về đặc điểm chung của hoạt động xây dựng. Cái thứ hai là ảnh hưởng đến công tác kế toán trong các doanh nghiệp xây dựng. Đặc điểm tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng như ra sao. Và ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng theo các cái trường hợp, và hiểu được cái nội dung cơ bản cho các cái doanh nghiệp xây dựng và cách trình bày doanh thu và chi phí của hợp đồng xây dựng theo VS số 15. Thì đối với chương này chúng ta sẽ học 5-6 phần. Đầu tiên là chúng ta sẽ đi vào các văn bản pháp lý. Cái thứ hai sẽ tìm hiểu về đặc điểm về doanh thu của đặc điểm doanh thu và chi phí của hoạt động xây dựng. Thứ ba là chúng ta sẽ học cách hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng. Và thứ tư là kế toán doanh thu hoạt động xây dựng, cái là mình ghi nhận doanh thu hoạt động xây dựng khi nào và ghi nhận theo những trường hợp nào và cách thức lựa hình thức lựa chọn ghi nhận như ra sao. Và cái thứ năm đó chính là việc thực hiện bảo hành công trình xây dựng sau khi đã bàn giao cho khách hàng có trích lập dự phòng hay không, và cái chi phí bảo hành công trình xây dựng này được hạch toán như thế nào. Và phần cuối cùng đó chính là trình bày thông tin trên báo cáo tình tài chính. Báo cáo tài chính là gồm 4 bản: bản báo cáo tình tài chính, báo cáo của hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và bản thuyết minh báo cáo tài chính. Chúng ta đi phần thứ nhất, phần thứ hai nha. Thì phần đầu tiên là sẽ vào các văn bản pháp lý. Như mình đã đề cập thì cái văn bản pháp lý của hoạt động xây dựng đó chính là VS số 15 tiêu chuẩn mặt kế toán của Việt Nam số 15, và các chế độ kế toán qua các cái thông tư 200, thông tư 133 do Bộ Tài chính ban hành. Và tiếp theo đó chính là mình sẽ tìm hiểu về các cái đặc điểm và đặc điểm doanh thu và chi phí hoạt động xây dựng ra sao. Thì đối với đặc điểm thường là các nhà thầu đã thực hiện các hoạt động xây dựng đã ký sau khi trúng thầu hoặc được chỉ định thầu bàn giao công trình, hạng mục công trình, bàn giao công trình hoặc là một công trình hoàn thành cho khách hàng là quá trình tiêu thụ sản phẩm xây lắp, hoặc việc thi công xây dựng công trình có đặc điểm tiêu chuẩn kỹ thuật riêng biệt và kỳ tính giá thành sản phẩm xây lắp tùy thuộc vào phương thức thanh toán giữa nhà thầu và khách hàng. Và giá trị và chúng ta sẽ có các giá trị dự toán có thể được lập cho từng công trình trước khi tiến hành xây lắp và trước khi cái khối lượng xây lắp hoàn thành mà chúng ta có thể dự toán được. Và sản phẩm xây lắp và các sản phẩm xây lắp này thường là cố định tại cái nơi thi công. Thì đối với hoạt động xây dựng với giá cố định đó, có nghĩa là nhà thầu chấp nhận một mức giá cố định cho toàn bộ hợp đồng hoặc là một đơn giá cố định trên một đơn vị sản phẩm hoàn thành. Đó là cái một cái hợp đồng xây dựng là ở định sẵn cái mức giá luôn, không có thay đổi. Còn đối với cái hợp đồng xây dựng với các điều khoản là các chi phí phụ thêm khi phát sinh thì nhà thầu được hoàn lại các cái chi phí thực tế được phép thanh toán cộng thêm một số khoản được tính bằng tỷ lệ phần trăm trên những chi phí này hoặc là được tính trên một khoản phí cố định. Thì đối với doanh thu của các hợp đồng xây dựng á, thường có ba điểm. Cái thứ nhất là doanh thu được ban đầu được ghi nhận trong hợp đồng. Thứ hai là các khoản tăng hoặc giảm khi thực hiện hợp đồng hoặc là tiền thưởng và các khoản khác, đó là trong hợp đồng nó sẽ có cái khoản chắc chắn là doanh thu được ghi nhận. Cái thứ hai là thường các khoản tăng hoặc là giảm khi trong quá trình thực hiện.
cái dự án, cái công trình xây dựng đó, khi thực hiện cái hợp đồng đó thì tiền thưởng và các khoản khác nó sẽ phát sinh, và các cái khoản thanh toán khác mà nhà thầu thu được từ khách hàng hoặc là một bên khác để bù đắp cho khoản chi phí còn không bao gồm trong trong giá hợp đồng. Thì đó là doanh thu. Còn đối với chi phí hợp đồng xây dựng thì chi phí hợp đồng xây dựng chủ yếu là ba loại chi phí. Cái thứ nhất, chi phí liên quan trực tiếp đến từng hợp đồng như là chi phí nhân công, chi phí nguyên vật liệu, thiết bị, khấu hao máy móc thiết bị và các cái tài sản cố định khác, và chi phí vận chuyển, lắp đặt, tháo dỡ máy móc thiết bị vật liệu, chi phí thiết kế này, chi phí dự tính để sửa chữa và bảo hành. Cái thứ hai đó chính là chi phí chung liên quan đến các hợp đồng. Thì đối với chi phí nó có thể là bao gồm chi phí bảo hiểm, nó chỉ liên quan thôi. Còn cái chi phí trước đó, một cái phí đầu tiên là chi phí liên quan trực tiếp, còn này là chi phí liên quan đến các hợp đồng chứ nó không liên quan trực tiếp nha. Ví dụ bảo hiểm nè, thiết kế và trợ giúp kỹ thuật, chi phí quản lý chung cho công trình xây dựng, chi phí đi vay mà được vốn hóa nó sẽ phân bổ cho từng cái hợp đồng. Còn và cái cuối cùng đó là các cái chi phí khác có thể thu lại từ khách hàng theo các cái điều khoản của hợp đồng như chi phí giải phóng mặt bằng, chi phí triển khai mà khách hàng phải trả cho nhà thầu đã quy định trong hợp đồng xây dựng. Tức là sẽ phát sinh một cái khối số cái khoản chi phí như chi phí giải phóng mặt bằng mà bên nhà thầu đã trả, thì khi mà kết thúc cái hợp đồng á thì bên bên khách hàng phải hoàn trả lại cái chi phí này cho bên nhà thầu. Và cái thứ ba là mình muốn trình bày đó chính là kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng. Thì đối với đặc điểm của kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm thì đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành khác nhất nó có thể phân thành là từng hợp đồng xây dựng, nó có thể phân nó sẽ có thể tập hợp doanh thu và chi phí. Đầu tiên á, là nó sẽ tập hợp cái chi phí theo từng hợp đồng nè. Trong đó có hạch toán chi phí sản xuất theo từng công trình, theo từng hạng mục công trình hay từng giai đoạn công việc. Tức là từng công trình, từng hạng mục nó sẽ hạch toán, nó sẽ hạch toán thể hiện cái chi phí của cái hợp đồng xây dựng đó. Hoặc là phương pháp tập hợp chi phí như là từng hợp đồng, từng sản phẩm hay là từng nhóm sản phẩm hay các giai đoạn khối lượng công tác xây lắp có giá trị dự toán riêng. Đó gọi là cái đặc điểm mà của chi phí sản xuất trong hợp các cái giá trị dự toán là giá trị của mình sẽ giải thích các cái giá trị mình vừa mới đọc trên nha. Đầu tiên là giá trị dự toán, thì giá trị dự toán là giá trị sản phẩm xây lắp được xây dựng trên cơ sở thiết kế kỹ thuật đã duyệt và các định mức kinh tế kỹ thuật cho nhà nước quy định tính theo đơn giá tổng hợp theo từng khu vực thi công và phần lợi nhuận định mức của nhà thầu. Thì giá thành đó chính là giá dự toán, giá trị dự toán. Còn giá thành dự án là giá trị dự toán trừ cho cái lãi định mức thuế, trừ cho thuế giá trị gia tăng, nó sẽ ra được giá thành dự toán. Còn giá thành theo kế hoạch là tính theo điều kiện cụ thể của nhà thầu về biện pháp thi công, các mức đơn giá, các định mức và đơn giá trong doanh nghiệp. Còn đối với giá thành thực tế là toàn bộ chi phí thực tế đã bỏ ra để hoàn thành công trình xây lắp và được xác định theo số liệu kế toán. Thì đối với cái chi phí sản xuất của công trình xây dựng á, nó sẽ bao gồm là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sử dụng máy móc, máy thi công, và cuối cùng là chi phí sản xuất chung. Thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu sâu hơn về chi phí sản xuất và trong lĩnh vực xây dựng. Bộ bốn chi phí là gồm bốn chi phí này. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Thì đối với chi phí này á, nguyên vật liệu trực tiếp là như là cái là mình lấy nguyên vật liệu trong kho của mình đem trực tiếp vào việc vào công trình xây dựng để đem vào trực tiếp để xây dựng công trình, để phục vụ cho công trình xây dựng. Thì nó sẽ phân loại là vật liệu chính, là vật liệu phụ và các cấu kiện, các bộ phận rời, vật liệu tham gia cấu thành nên thực thể sản phẩm xây lắp.
tài khoản dùng tên chúng ta sẽ sử dụng tài khoản 621 là dùng cho chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Nguyên tắc ghi nhận chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho công trình hạng mục hay phân bổ cho từng đối tượng xây lắp hoặc là theo tiêu thức phù hợp. Cuối kỳ thì khi công trình hoàn thành phải kiểm kê số vật liệu còn tồn lại công trình như thế nào ra toán cho phù hợp, thì để cách hạch toán như sau. Đây, thì ở đây các cái chi tài khoản 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, tài khoản 152 là phí nguyên là nguyên vật liệu. Thì khi mà mình chi phí nguyên vật liệu đã phục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cuối kỳ trước chuyển sang kỳ này mà phục vụ cho công trình, thì ta chúng ta sẽ ghi nợ 621 có 152 hoặc là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cho thi công trong kỳ mà chúng ta sẽ sử dụng cũng nợ 621 có 152 luôn. Mà khi mà nguyên chi phí nguyên vật liệu vượt mức bình thường không tính là giá thành, cái là chi phí nguyên, cái là còn mình xuất một số nguyên vật liệu đúng không, mình phụ cho công trình sản xuất, nhưng mà cái mức nguyên vật liệu nó xuất ra nó đã vượt quá mức cái thông thường, chúng ta sẽ đưa vào tài khoản 632. Còn đối với các doanh nghiệp sản xuất á, họ sử dụng nguyên vật liệu để sản xuất ra thành phẩm thì họ sẽ ghi nợ 154 có xong nợ đầu tiên là chúng ta nợ 621 có 152 trước, sau đó chuyển từ tài khoản 621 sang tài khoản nợ 154 có 621. Và đây, đối với số nguyên vật liệu mình mua thẳng, mình đưa đến mình đưa vào xây lắp trực tiếp luôn không qua kho, thì chúng ta sẽ ghi nợ 621, nợ 133 và có 111 hoặc là 112 hoặc là 3331. Đó chính là cách hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Là mình trích nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Nguyên vật liệu trực tiếp là tài khoản chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là tài khoản 621, nguyên vật liệu trực tiếp nguyên vật liệu là tài khoản 152. Vậy khi xuất cái nguyên vật liệu này phục vụ cho công đưa thẳng vào xây lắp thì chúng ta sẽ ghi nợ 621 có 15 có 152, hoặc là nếu mà đưa thẳng luôn thì chỉ có nợ 621, nợ 133 và có cái khoản tiền như mình đã đề cập. Thì đó là cái cách mà mình hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và công trình xây dựng. Tiếp theo đó chính là chi phí nhân công trực tiếp. Thì đối với công trình xây dựng á, thường sẽ có rất là nhiều công nhân, nhân công, sức lao động để hoàn thành. Chi phí gia công trực tiếp trong xây lắp không bao gồm các khoản trích bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn của công nhân trực tiếp sản xuất xây lắp. Nó sẽ sử dụng tài khoản 622, chi phí nhân công trực tiếp. Thì chi phí nhân công trực tiếp tính cho công trình hay là hạng mục công trình hay được phân bổ cho từng đối tượng xây lắp theo tiêu thức phù hợp. Thì sơ đồ chi phí nhân công trực tiếp, nợ 621, nợ 622 có 3334, tức là họ chi phí nhân công trực tiếp thật, nhân công trực tiếp và chi phí thiệt nợ chi phí có 331 là phải trả cho nhân viên, đó là lương của nhân viên. Còn đối với chi phí nhân công mà nó cũng vượt mức giống như chi phí nguyên vật liệu vậy, nếu nó vượt mức bình thường chúng ta sẽ đưa vào tài khoản 632. Tương tự như trường hợp nếu mà nó cũng sẽ kết chuyển vào tài khoản nợ 154, đó chính là cái thành phẩm mình đã làm, nợ 154 có 622. Sau khi đã tập hợp tất cả các cái chi phí của tài khoản 622 thì chúng ta sẽ ghi nợ 154 có 622. Và chi phí tiếp theo, thứ ba, chi phí điển hình, đó chính là chi kế toán chi phí sử dụng máy thi công. Máy thi công là các cái máy nghiền đá, là máy trộn bê tông, máy nền, máy san nền, máy xúc, máy vật thân, máy cạp chuyên cần cẩu. Khi sử dụng máy thi công gồm chứ là chi phí nhân công, chi phí vật liệu, chi phí dụng cụ phục vụ cho máy thi công, chi phí khấu hao máy thi công, chi phí dịch vụ ngoài và chi phí bằng tiền khác. Thì phân loại chi phí sử dụng máy thi công nó là hai loại, đó là chi phí thường xuyên và chi phí tạm thời. Chi phí thường xuyên ở máy thi công chắc chắn là chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhiên liệu để cho máy thi công hoạt động đúng không? Cái thứ hai, lương chính, lương phụ.
phụ cấp đối với công nhân điều khiển, tại vì có máy đi không phải có người điều khiển, cho nên gọi là chi phí thường xuyên. Chi phí khấu hao máy, dù chúng ta không không sử dụng máy nhưng mà vẫn khấu hao vào cái năm này, nên phải có luôn luôn có khấu hao. Nhưng mà và các cái chi phí khác, còn chi phí tạm thời là chi phí phát sinh một lần nhưng mà tương đối lớn, khi phát sinh thường không tính hết một lần vào chi phí sử dụng máy mà được phân bổ dần theo thời gian sử dụng máy. Có nghĩa là cái chi phí mà không phát sinh đó, nó thường là người ta sẽ treo trên một cái tài khoản, sau đó sẽ phân bổ qua các qua thời gian sử dụng của máy. Và tài khoản kéo dài sử dụng đó chính là tài khoản 627, à lộn, tài khoản 623, dùng cho chi phí sử dụng máy thi công. Nhà thầu không tổ chức đội xe máy thi công riêng, hoặc có tổ chức đội xe máy thi công nhưng không tổ chức cái đó riêng. Đối với tài khoản 6231 là lương chính lương phụ cấp của phải trả cho các công nhân điều khiển máy, kể cả công nhân phục vụ, nhưng chắc chắn nó sẽ không bao gồm kinh phí công đoàn, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của các công nhân sử dụng máy thi công. Nhớ điều này. Nguyên tắc để ghi nhận tài khoản 223 chỉ được được dùng khi nhà thầu xây lắp công trình theo thức thi công hỗn hợp, vừa thủ công vừa kết hợp bằng máy. Còn đối với các cái nhà thầu mà xây lắp công trình thần theo phương pháp máy thì không dùng tài khoản 623 mà tập hợp toàn bộ chi phí trực tiếp là 621, 622 và 627, nhân công trực tiếp, nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Đó, còn phần chi phí sử dụng máy thi công vượt mức bình thường cũng không được tính vào giá thành và được kết kiểu gây vào tài khoản 632. Nếu nhà thầu ngoài máy thi công, có nghĩa là nhà thầu ngoài máy thi công có nghĩa là thuê máy thi công và tự tổ chức sử dụng chỉ thuê một số máy hoạt động nhất định. Đây, các hạch toán nợ tài khoản 623 có 334 nếu mà trả cho nhân viên điều khiển máy thi công, còn nợ là nguyên vật liệu phục vụ cho máy thi công, nợ 632 có 153 và cuối cùng kết chuyển về tài khoản 154 hay phân bổ chi phí sử dụng cho từng đối tượng. Và loại chi phí thứ tư là chi phí sản xuất chung. Thì ở chi phí này á, nó thường là các lương chính hoặc lương phụ hoặc là phụ cấp lương phải trả cho nhân viên quản lý đội xây dựng, tiền ăn giữa ca của các nhân viên quản lý đội xây dựng và các khoản trích bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp, thêm nhân viên quản lý đội, thêm nhân quản lý tổ đội thi công và bao gồm thêm các khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn, bảo hiểm thất nghiệp của công nhân trực tiếp xây lắp, công nhân sử dụng và phục vụ máy thi công. Thì đối với các cái chi phí vật liệu nè để sửa chữa bảo dưỡng các máy thi công tại phải quy định này thì cũng được ghi nhận, đấy là tài sản cố định mà nó không phải là máy thi công mà là các cái tài sản phục vụ cho công xây xây dựng công trình. Và nguyên tắc kế toán chi đó chính là chi phí chung được tập hợp theo từng địa điểm thi công, khu vực thi công, từng công trình hoặc được phân bổ cho từng đối tượng xây lắp theo tiêu thức phù hợp. Nhớ nha, nhớ cách phân bổ và ghi nhận chi phí sản xuất chung nó sẽ khác với như thế nào, nó sẽ khác như thế nào đối với chi phí máy thi công. Đây là cách thức hạch toán. Nếu mà trả lương cho nhân viên quản lý công trình đó, nợ 627 có 334 trích bảo hiểm xã hội. Đối với cái tài khoản chi phí sản xuất chung này, nó cũng bao gồm các cái trích bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế,
tính phí công đoàn của nhân viên, quản lý công trường, hoặc là mình xuất các nguyên vật liệu công cụ dụng cụ phục vụ cho công nhân xây lắp dùng cho quản lý công trường. Thế mà sẽ ghi nợ 627 có 152 hoặc là 242 nữa là phân bổ các kỳ và khấu hao. Khấu hao tài sản dùng cho bộ phận quản lý công trường hoàn nợ 627 có 214 dự phòng phải trả về chi phí bảo hành công trình xây lắp hoàn toàn. Thì dự phòng cũng vậy, dự phòng các công trình thì chúng ta cũng ghi vào tài khoản chi phí sản xuất chung nợ 627 có 3522 và các cái chi phí mua ngoài bán bằng tiền là chứ là chi phí á, có nghĩa là cái chi phí dịch vụ mà mua ngoài bằng tiền nhưng mà cũng liên quan đến hoạt động xây dựng thì chúng ta sẽ ghi nợ 627 có 111 và là 111. Mà khi chi phí sản xuất chung vượt mức thông mức bình thường cũng không phân bổ không chính xác, nghĩa là cuối kỳ và dự đó, cho nên chúng ta sẽ ghi nợ khi mà chi phí sản xuất cố định nó vượt mức thông thường thì chúng ta sẽ ghi nợ 632 và có 627 làm giảm bớt cái chi phí sản xuất chung xuống và được 100. Và khi mà cuối kỳ kết chuyển phân bổ chi phí sản xuất chung thì chúng ta cũng kết chuyển qua, chúng ta kết chuyển tài khoản 627 sang tài khoản nợ, tài khoản 154 thành phẩm. Tiếp theo chúng ta sẽ tổng hợp giá thành của sản phẩm xây dựng. Cái giá thì kết chuyển các tài khoản 621 từ chi phí nhân công trực tiếp 621 là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và tài khoản 154 là nợ 154 có 621. Kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp nợ 154 có 622. Kết chuyển và phân bổ chi phí sử dụng máy thi công là cũng nợ 154 có 623. Thì và cái chúng ta sẽ tập hợp từ tài khoản 627 sang tài khoản 154 luôn và chi phí sản xuất chung nợ 154 có 627. Thì đối với các cái phí phế liệu mà mình thu hồi từ các cái công trình đó thì mình sẽ ghi giảm tài khoản nguyên vật liệu trực tiếp, đây là các cái phế liệu mà thu hồi á, khi hồi từ công trình xây lắp thì chúng ta sẽ ghi tăng chứ, chúng ta sẽ ghi tăng các cái phế liệu thu hồi này thì bằng cách giảm lại cái nợ một năm, giảm cái 154 xuống bằng cách chúng ta ghi nợ 152 này có 154 là phế liệu thu hồi nhập kho từ cái công trình xây lắp đó. Tiếp theo đó chính là vật liệu thừa nhập kho khi kết thúc hợp đồng xây dựng. Cái thứ nhất có thể mình thanh toán các phế liệu, cái thứ hai là mình còn dư lại các cái vật liệu thì chúng ta sẽ ghi tăng ngược lại vào tài khoản vật liệu xây dựng là nợ 152 có 154. Và sau khi hoàn thành chúng ta sẽ kết chuyển vào tài khoản 155, đó chính là tài khoản nợ 155 có 154, đó chính là mình đã hoàn thành cái thành phẩm, đã lập hoàn thành bàn giao cho khách hàng. Và nếu mà có các cái vật liệu thừa, vật liệu thu hồi không qua kho thì ghi chép chi tiếp, hoặc là mình bán cái phế liệu thu hồi là bằng cách mình thu lại tiền, hoặc là mình thu lại các cái phế liệu. Và tiếp theo đó chính là phần lưu ý những trường hợp thuộc ngành này. Cái đó là trường hợp đó chính là khi mà nhà thầu tạm ứng chi phí để thực hiện khối lượng giao khoán xây lắp nội bộ mà tổ đội nhận khoán không tổ chức kế toán riêng thì kế toán theo dõi tạm thời trên tài khoản 141 là tài khoản tạm ứng và quyết toán tạm ứng khi tăng các khoản mục chi phí có liên quan.
Ví dụ như chúng ta sẽ ghi nợ 63, 621, 622, 623 có 141. Và khi mà bên bên tạm giao khoán công trình, công tác xây lắp nội bộ, thì chúng ta sẽ, tức là mình đã được tạm ứng thì mình ghi nợ 141 có 152, 153 hoặc là tiền để mình thực hiện phân bổ vào các cái khối lượng xây lắp và giao khoán nội bộ này. Cho nên điều này chúng cũng có thể cho thấy rằng doanh nghiệp cần phải kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang, tính giá thành khối lượng sản phẩm xây lắp để nghiệp gọi là để nghiệp gọi là đánh giá thêm cái thành quả của cái độ của cái khối lượng xây lắp hoàn thành đến đến bước đến giai đoạn nào rồi, và các cái phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang. Thì cái thứ nhất đó chính là xác định theo chi phí thực tế phát sinh, thứ hai xác định theo tỷ lệ hoàn thành sản phẩm, cái thứ ba là xác định theo đơn giá dự toán. Và tiếp theo đó chính là mình sẽ đi vào cách thức ghi nhận doanh thu hoạt động xây dựng như thế nào. Thì nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thật hoặc là thanh toán theo tiến độ kế hoạch, nó có hai trường, có cái hai cái lựa chọn để mình nhà thầu ghi nhận thanh toán, tức là theo khối lượng hoặc theo tiến độ kế hoạch. Thì ghi nhận doanh thu trong hoạt động xây dựng, trường hợp nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch nha, theo cái tiến độ là doanh thu được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định. Nhớ cái này là nhà thầu tự xác định và tự xác định là hoàn thành bao nhiêu để cơ bản để thông báo với khách hàng là thanh toán theo tiến độ thì doanh thu sẽ được ghi nhận. Còn đối với trường hợp nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, đó là doanh thu được ghi nhận tương ứng phần công việc đã hoàn thành thực tế, nó khác so với thanh toán theo tiến độ kế hoạch. Thì kế toán trường hợp nhà thầu được thực hiện theo giá trị khối lượng thì mình lập một hóa đơn cơ sở công việc đã hoàn thành, cả theo khối lượng việc đã hoàn thành đó, được được khách hàng xác nhận, thì chúng ta sẽ ghi nợ tài khoản 1112, 131 có 511, có 31 đối với các cái hóa đơn trên cơ sở không công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận. Nhớ nha, phải được khách hàng xác nhận là đã hoàn thành cái khối lượng thực hiện được rồi thì chúng ta sẽ mới bắt đầu ghi nhận doanh thu. Vì đối với theo trường hợp là theo tiến độ, chỉ là theo khối lượng công việc thực hiện là theo tiến độ, thì chúng ta sẽ sử dụng tài khoản 37 là theo tiến độ. Cái tài khoản này phải có số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch và số tiền phải thu theo phải thu theo doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành, do nhà thầu tự xác định đã hoàn thành bao nhiêu, họ sẽ xuất kiểu gian như thế nào, thì đó là do nhà thầu xác định. Còn đối với thanh toán theo khối lượng đã thực hiện thì là mình cần phải có sự đồng cần có sự kiểm chứng và họ sự chứng kiến của khách hàng thì chúng ta mới có thể ghi nhận doanh thu theo mức độ hoàn thành, mức độ thực hiện theo khối lượng công việc thực hiện. Còn đây thì tiến độ, ở đây sẽ có một cái ở đây sẽ có một cái ví dụ mọi người đọc cái ví dụ này làm nha. Một hợp đồng được xây dựng trong 3 năm, tổng doanh thu là 5 tỷ, tổng chi phí thực tế phát sinh sau 3 năm là 4 tỷ 050. Trong hợp đồng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ nha, theo tiến độ kế hoạch, chắc không phải khối lượng đã hoàn thành bao nhiêu thì doanh thu bao nhiêu, theo tiến độ kế hoạch là do nhà thầu quyết định nha. Tình hình chi phí và số tiền thanh toán 3 năm như sau. Thì chi phí thực tế năm 2015 là 1 triệu rưỡi, năm 2016 là 3 triệu 6, và cái năm 2017 là 4 triệu 050. Và chi phí ước tính để hoàn thành
đánh nha, có nghĩa là đó là người ta sẽ cho ước tính là 3 triệu, còn đối với năm 2016 là 400.000. Và số tiền phải thanh toán trên hóa đơn theo tiến độ của khách ghi trong hợp đồng là 1 triệu 3 triệu 7 và 300, tương với bàn 2016 2015 2016 2017 số tiền đã thanh toán bằng tiền gửi ngân hàng. Thì yêu cầu ở đây á là xác định doanh thu và chi phí hợp đồng xây dựng và biên sổ kế toán của từng năm, biết rằng doanh thu được ghi nhận theo phương pháp tỷ lệ giữa chi phí thực tế và nguyên phát phát sinh của phần công việc hoàn thành tại một thời điểm so với tổng chi phí dự toán hợp đồng. Thì các bạn có thể đọc lại ví dụ về làm để đối chiếu với cái đáp án của mình nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ ghi nhận doanh thu và chi phí của hợp đồng năm 2015 trước nha. Thì đối với năm 2015 á, là tổng chi phí dự toán là của hợp đồng sẽ bằng là chi phí thực tế cộng với chi phí ước tính. Thì chi phí thực tế của năm 2015 là 1 triệu rưỡi và chi phí ước tính đã hoàn thành là 3 triệu, và tổng là 4 triệu 500 nghìn đối với chi phí dự toán của hợp đồng. Tiếp theo là mình phải tính được cái doanh thu hợp đồng là bao nhiêu, thì dựa vào cái tỷ lệ chi phí thực tế trên tổng chi phí dự toán 1 triệu rưỡi thì chi phí thực tế chia cho chi phí dự toán nhân cho giá trị của hợp đồng. Cái thực tế của hợp đồng là 5 triệu nha. Đây, tổng doanh thu của hợp đồng là 5 tỷ. 5 tỷ. Nhưng mà mình bỏ qua cái số 0 này để ghi cho nó dễ, cho nên sẽ là 1 triệu rưỡi chia cho 4 triệu 500 là chi phí dự toán, chi phí thực tế chi phí dự toán là đây là cái tỷ lệ, ta lấy tỷ lệ đó nhân với cái giá trị của hợp đồng, nó sẽ ra được cái doanh thu của năm 2015. Nhưng á, mà khi căn cứ vào số tiền thanh toán theo tiến độ kế hoạch của công trình xây dựng là 1 triệu 670 đến là cái doanh thu của 2015. Nhưng cái lúc này á, cái số tiền phải thanh toán trên hóa đơn theo tiến độ kế hoạch ghi trong hợp đồng đối với cái năm 2015 là 1 triệu, thì chúng ta sẽ ghi là nợ còn phải thu nợ 131 có 337 là 1 triệu theo hợp đồng ghi. Nhưng mà thực tế doanh thu của năm 2015 là 1 triệu 617, cho nên mình ghi nợ 337 giảm xuống có 511 là 1 triệu 670, và sẽ ghi nhận giá vốn chi phí là nợ 632 có 54 là 1 triệu 500. Theo như đó chính là chi phí thực tế của năm 2015. Mọi người hiểu chưa? Về chỗ này nè, đây chính là cái tỷ lệ, tại vì cái tỷ lệ của chi phí thực tế trên tổng chi phí dự toán mình nhân cho cái doanh thu, cái giá trị hợp đồng, nó sẽ ra được cái doanh thu của năm hiện tại. Và khi mà căn cứ và số tiền á, mà cần phải thanh toán theo tiến độ kế hoạch trong hợp đồng á, là cái năm năm 2015 phải thanh toán là 1 triệu, cho nên phải ghi nợ 131 có 337 là 1 triệu. Nhưng doanh thu được xác định tỷ lệ chi phí là 1 triệu 6 rồi, thì khi lập chứng từ phản ánh doanh thu ghi nhận là nợ 337 có 511 là 1 triệu 670, còn ghi nhận chi phí đó chính là nợ 632 có 54, đó chính là chi phí thực sự phát sinh, đó là 1 triệu 500. Tiếp theo đến với năm 2016. Đây, năm 2016 cũng tương tự, tổng chi phí dự toán của mình chi phí thực tế là 3 triệu 6 cộng chi phí ước tính là 400, ra được 4 triệu. Thì doanh thu hợp đồng xây dựng năm 2014 được xác định, nhưng thì cũng lấy mình lấy chi phí thực tế ta chia cho dự toán là 4, 3 triệu 6 chia cho 4 triệu 500 này. Doanh thu của năm 2016 là 4 triệu 500 nghìn. Thì so với năm 2016 là sẽ dùng tích, cho nên trừ cái doanh thu của năm 2015 ra. Tại vì doanh thu mà 3 triệu 6 chia cho 4 triệu á, nhân cho 500, nhân cho 5 triệu thì nó sẽ ra được cái doanh thu của cả 2 năm. Cho nên chúng ta phải trừ ra doanh thu 2015 là 1 triệu 670 rồi nè, ra được cái 2 triệu 830 chính là doanh thu của năm 2016. Và căn cứ vào số tiền thanh toán theo tiến độ kế hoạch
của năm 2016 là 3,7 triệu, cho nên nợ 131 có 3,7, và năm đó doanh thu là 2,830 triệu, sẽ giảm nợ 3,7 có năm 11 là 2,830 triệu, và cũng đồng thời ghi nhận chi phí thuốc bảo vệ cơ hoạt động kinh doanh, chính là năm này chi phí thực tế là 3,6 triệu là của 2 năm, năm 2015 và 2016, chúng ta phải trừ ra của năm 2015 là 1,5 triệu, thì ra được 2016 là 2,1 triệu, chúng ta sẽ nợ 632 có 154. Tiếp theo đó chính là ghi nhận năm 2017, thì khi năm 2017 đã đến cuối hợp đồng và nó cũng đã hoàn thành công việc là của 2 năm, chúng ta sẽ ghi là nợ tính tỷ lệ mà cái hợp đồng đã hoàn thành là 3,6 triệu chia cho 4 triệu, đây được 90% để đã còn như xong không. Mình ra được cái phần công việc đã hoàn thành trong 2 năm trước là bao nhiêu? Tại vì á, mình lấy 3,6 triệu mình chia cho tổng chi phí cho 100% là 90% đã hoàn thành trong năm 2015 và 2016 rồi, thì chỉ còn 10% của năm 2017 thôi. Cho nên chúng ta sẽ lấy 10% nhân cho cái giá trị hợp đồng 5,5 triệu là của năm, là doanh thu thực chất của năm 2017. Và mà năm đó thì số tiền phải thanh toán trên hóa đơn thì hợp đồng là 300.000, cho nên nợ 131 có 337 là 300.000, và căn cứ vào chứng từ phản ánh doanh thu tương ứng với công việc đã hoàn thành, thì đây công việc hoàn thành 10%, nên nợ 337 có 511 là 500.000, và ghi nhận chi phí báo cáo cấp năm 2017 là chúng ta sẽ lấy chi phí thực tế là 4,050 trừ cho chi phí của năm 2015 và 2016 là 3,6 triệu, là bằng 450, cho nên ghi nợ 632 có 154 là 450. Và có cái trường hợp khác như là các khoản tiền thưởng thu được từ khách hàng thì mình cũng ghi nhận doanh thu nợ 112 có 511 có 331. Các khoản bồi thường thu được từ khách hàng này hay bên khác để bù đắp cho các chi phí không bao gồm hợp đồng, đó chính là nợ 112 có 511 có 331. Khi nhận được tiền thanh toán hoặc các khoản trước từ khách hàng, ta sẽ nợ tiền mà có 131, giảm cái tài khoản mà mình ghi nhận, mình có các khoản phải thu đối với doanh thu thì sẽ đi ngược lại. Thì khi mà các cái khoản tiền các khoản nhận được tiền thanh toán được hoặc là khoản ứng trước từ khách hàng thì nợ 111 hoặc là 112 có 131. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào kế toán bảo hành công trình xây dựng sau khi bàn giao cho khách hàng. Thì nội dung của bảo hành á, chúng ta có thể khắc phục hoặc là đối với khi mà bảo hành á, là khắc phục hoặc là sửa chữa thay thế thiết bị bị hư hỏng hoặc là bị khiếm khuyết, hoặc là công trình vận hành sử dụng không còn bình thường, không bình thường do lỗi thời lạc hậu, hoặc và cái thời gian bảo hành thường được tính từ ngày nhà thầu bàn giao công trình hạng mục công trình, không ít hơn 24 tháng đối với các công trình cấp đặc biệt cấp 1, không ít hơn 12 tháng đối với công trình các cấp còn lại, và mức tiền cam kết để bảo hành công trình 3% giá trị hợp đồng đối với công trình có thời hạn là không ít hơn 24 tháng, và 5% giá trị hợp đồng với công trình có thời hạn bảo hành không ít hơn 12 tháng. Thì có 3 trường hợp bảo hành thực hiện khoản tiền cam kết bảo hành công trình: nhà thầu nộp tiền bảo hành vào tài khoản của khách hàng và chỉ được trả sau khi kết thúc thời hạn bảo hành và được khách hàng xác nhận, và tiền bảo lãnh có thể được thay thế bằng thư bảo lãnh hoặc là của ngân hàng có thị trường tương đương, có giá trị tương đương, và tiền bảo hành có thể được cấn trừ vào tiền thanh toán khối lượng xây dựng hoàn thành. Tức là khi mà công trình xây dựng bàn giao phải trả số tiền
Nhưng mình có thể cấn trừ cái chi phí bảo hành của mình sang cái giá trị của nhà, sang giá trị của cái công trình xây dựng đó. Đây đây là kế toán bảo hành. Là đầu tiên là chúng ta nhớ là nãy mình có học qua là bảo hành sẽ được hạch toán và chi phí sản xuất chung nợ 627 có 3522. Còn đó, khi mà mình xử lý chi phí bảo hành, nếu mà chỉ cần bảo hành nó bị thiếu chi phí bảo hành thì chúng ta phải trích thêm. Trong một số cái trường hợp chúng ta phải trích thêm. Và đầu tiên là chúng ta nợ 154 có 621, 622, 627. Sau đó mình sẽ ghi nhận vào khoảng 3532 là nợ. Nếu trong các trường hợp mà chi phí bảo hành cần bảo hành nó ít hơn cái giá trị đã được bảo hành thì sẽ ghi nợ 3532 có 154. Hoặc là khi mà mình hoàn nhập các chi phí bảo hành bị thừa là chúng ta có thể ghi vào tài khoản thu nhập khác có 711, nợ 3522 có 711. Ở đây không cái ví dụ tại một nhà thầu có tình hình xây như sau: 3532 là 60 nè, tài khoản là bảo hành công trình đó. Dự án công trình là 60.000 đó, vậy cho trong chi tiết cho cái A bảo hành là 60 và chi phí sửa chữa các công trình, các cái chi phí sửa chữa công trình như sau: nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp, máy thi công và chi phí sản xuất chung. Thì đến cuối kỳ thời gian bảo hành công trình theo hợp đồng để xử lý dự phòng và bảo hành sản phẩm xây dựng theo quy định thì chúng ta có thể toán như sau. Thì đầu tiên là chúng ta sẽ phân bổ toàn bộ các cái tài khoản mà dùng để bảo hành trên tài khoản 61, 62, 63 và tài khoản nợ 154. Sau khi đã phân bổ hết thì chúng ta có thấy rằng đó là chi phí bảo hành là 65 nhưng mà thực tế trên tài khoản 3532 chỉ còn là 60. Thì cái phần mà chênh lệch giữa cái 3532 và tài khoản 154 chúng ta sẽ ghi vào tài khoản giá vốn hàng bán là 60, 60 là 5, 65 là chi phí bảo hành, còn thực tế chỉ có 60 cho nên mình còn phải lập thêm 5 để phải ghi vào giá vốn hàng bán: nợ 632 5.000, nợ 3532 60.000 và có 154 là 1 là 65.000. Và các cái thông và chúng ta sẽ mọi người đã hiểu được cái bảo hành công trình chưa? Mình sẽ nói lại cái sơ đồ nha, cái sơ đồ này. Này, khi mà mình bảo hành công trình á thì á lúc đầu mình đầu kỳ là mình đã trích cái bảo hành rồi, mình ghi nợ 627 có 3532 là cái số nào đó. Và khi mà thực tế trong kỳ nó bảo hành nó sẽ sử dụng tài khoản nợ 621, 622 và có 154. Khi mà chi phí bảo hành đó đầu kỳ nó bé hơn mình cái bảo hành mình đã còn lập mình đã trích thì mình sẽ ghi tăng thêm vào tài khoản 632 cái chi phí bảo hành còn thiếu. Còn đối với khi mà chi phí bảo hành đã bị dư, ví dụ chi phí đầu kỳ lớn hơn chi phí cần bảo hành trong kỳ thì chúng ta sẽ thể ghi hoàn nhập về chi phí bảo hành thừa này vào trong tài khoản thu nhập khác. Đó chính là cái cách mà mình hạch toán. Thì cuối cùng chúng ta sẽ đi đến cấp thông tin trình bày trên báo cáo tài chính. Thì đối với thông tin trình bày báo cáo tài chính là cái này là bao gồm các cái hàng tồn kho như là vật liệu dùng cho phục vụ cho hoạt động xây dựng, rồi dự phòng phải trả, chi phí phải trả, các khoản phải thu cũng như là khoản phải thu theo tiến độ kế hoạch, khoản phải trả là khoảng 337, các khoản phải phát hành trước 131. Và thuyết minh trên báo cáo tài chính, hàng tồn kho là chi phí sản xuất kinh doanh, chi phí sản xuất. Thì cái đối với hàng tồn kho mà cái tài khoản 621, 622 vừa cũng có thể vừa là hàng tồn kho nha, nó không không nhất thiết nó phải là tài khoản chi phí, mặc dù là nó là tài khoản bằng sáu nhưng bản chất nó là hàng tồn kho. Phương pháp ghi nhận doanh thu và xác định công việc hoàn thành, đó là cái cộng thuyết minh. Và thuyết minh tổng doanh thu ghi nhận liệt kế đến thời điểm đó. Thì đó chính là cái nội dung của cái chương về hoạt động xây dựng.
Thì tóm tắt lại nội dung của chương này thì chúng ta cần phải hiểu được là hoạt động xây lắp có nhiều đặc điểm đặc thù riêng, giống như là việc ghi nhận doanh thu á, lúc có thể nó ghi nhận theo tiến độ kế hoạch hoặc là theo khối lượng để thực hiện. Còn chi phí sản xuất kinh doanh nó còn bốn loại, đây chính là chi phí nguyên vật liệu trực tiếp nè, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công và chi phí sản xuất chung. Cái thứ ba là mình cần phải hiểu rõ được cách thanh toán trong xây lắp theo hai trường hợp như là tiến độ kế hoạch và khối lượng công việc đã thực hiện. Và cái cuối cùng là cần phải hiểu cách hạch toán, kế toán bảo hành và kế toán cái bảo hành về việc xây lắp. Chương 2 đến đây là kết thúc. Các bạn nếu có thắc mắc gì thì có liên hệ mình để nếu để mình có thể giải đáp cùng các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.